Sau đây thì tôi sẽ sớm bên ngoài cũng hay hơn. Tham gia khóa học miễn phí chưa? Sẽ vào những cái gọi là cái thuật ngữ trong ngành các bạn, thì những cái thuật ngữ trong ngành của tôi là ngành SEO các bạn, thì những cái SEO này nó có khá nhiều cái thuật ngữ mà tôi sẽ hy vọng là các bạn sẽ hiểu những thuật ngữ này để cùng tôi đi sâu những cái chặng đường, những bài học kế tiếp, những bài học nó cảm thấy là nó viral rồi, tính viral rồi lớn các bạn, các bạn đâm sâu chia sâu vào. Thì cái đầu tiên các bạn, cái từ ngữ đầu tiên là phương hướng các bạn là gì? À, cái từ keyword đó, cái từ keyword, cái từ keyword là gì, là gì đó các bạn, đặt câu hỏi là gì, cái nó từ nó từ tiếng Anh các bạn đó, nó dịch nghĩa sang tiếng Việt là từ khóa, nó từ khóa, chị đặt ra nghĩa là cái từ khóa là cái từ gì. Đi từ lạ đó, em không biết thì ơi đó, thì ở đây là cái từ khó là những cái từ ngữ mà khi bạn lên Google đó không bạn, nói ví dụ tôi nói bạn là ngành, làm ngành A đi, ngành A là ngành bán điện thoại iPhone 6 này các bạn đó, được chưa bạn, thì một anh B nào đó các bạn, một anh B đó anh lên Google anh mua cái sản phẩm của anh A, thì anh gõ cái từ là iPhone 6 chị đặt ra nghĩa là cái từ khó là cái từ gì, từ lạ em không biết thì ơi đó, thì ở đây là cái từ khó là những cái từ ngữ mà khi bạn lên Google đó không bạn, nói ví dụ tôi nói bạn là ngành, làm ngành A đi, ngành A là ngành bán điện thoại iPhone 6 này các bạn đó, được chưa bạn, thì một anh B nào đó các bạn, một anh B đó anh lên Google anh mua cái sản phẩm của anh A, thì anh gõ cái từ là iPhone 6 thì ở đây là cái từ khó là những cái từ ngữ mà khi bạn
lên Google đúng không các bạn? Đó, ví dụ tôi nói bạn là ngành làm ngành A đi, ngành A là ngành bán điện thoại iPhone 6 đi các bạn. Đó, được chưa các bạn? Thì một anh B nào đó các bạn, một anh B đó, anh lên Google, anh mua cái sản phẩm của anh A thì anh gõ cái từ là iPhone 6 giá. Bây giờ bạn chậm đây là khoa học vì sao kiểu này thua thấy không? Wow.